Xe khách bốc cháy trên QL20, 19 hành khách may mắn thoát nạn. Một xe khách chở 19 người đi đám cưới lưu thông trên quốc lộ 20 thì bất ngờ bốc cháy dữ dội vào trưa mùng 5 tháng 3 tại địa phận huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Hiện trường vụ cháy chiếc xe khách 47 chỗ trên quốc lộ 20. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 3, xe khách loại 47 chỗ biển kiểm soát 72B 01161 do lái xe Nguyễn Hồng Cường, sinh năm 1985 Điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng, khi xe đến địa phận xã Phú Tân, huyện Định Quán thì bất ngờ bốc cháy. Công tác chữa cháy tại hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Định Quán và công an huyện Tân Phú đã có mặt tại hiện trường nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến xe ô tô khách hư hỏng nặng, cháy rụi hoàn toàn một bên. Xe khách này đang chở đoàn 19 người từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để dự đám cưới khi đến địa phận trên thì xảy ra vụ việc chiều cùng ngày toàn bộ hành khách trên xe đã được sang xe khác tiếp tục hành trình hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy